Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Năm ngày 22 tháng 11 năm 2024, từ thành phố Cần Thơ. Hôm qua tôi có đọc trên cổng thông tin chính phủ và báo VOV về một quyết định có lẽ là có 102 trong chính trường Việt Nam. Đây là một quyết định chấn động nhưng đọc kỹ tôi cũng chưa hiểu hết được. Theo cổng thông tin chính phủ và VOV thì Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Vương Đình Huệ và một số cá nhân. Nhưng cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vì lý do đang đi điều trị bệnh nên chưa có quyết định. Tôi xin đọc thông tin đó như sau. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vương Đình Huệ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội. Ngày 20 tháng 11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy thứ nhất là ông Võ Văn Thưởng. Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ năm 2010 tới năm 2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch nước đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước. Thứ hai là ông Vương Đình Huệ trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội đã vi phạm quy định của đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước. Lần đầu tiên trong lịch sử của đảng và nhà nước Việt Nam, có hai vị từng là tứ trụ. Một vị là cựu chủ tịch nước, một vị là cựu chủ tịch quốc hội đã bị đảng đưa ra cứu xét và cảnh cáo cũng như là có quyết định gì đó. Đây là một chuyện chưa từng có trong lịch sử. Phải nói là nếu mở trang sử ra đó, thì đây là một sự kiện nổi cộm. Có thể đây là một sự kiện tiếng Anh họ gọi là history in the making, một sự kiện lịch sử đang diễn ra. Vì trong quá khứ chưa bao giờ có hai cựu tứ trụ nhé lại bị bàn luận và đưa ra để kỷ luật như thế, chưa bao giờ có. Chưa hết, còn liên quan đến nhiều ủy viên trung ương và nhiều ban ngành nữa. Thứ ba, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Thứ tư, ông Phạm Văn Vọng, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 5 năm 2010 tới tháng 2 năm 2015, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng, nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Thứ năm,
Ban Cán sự Đảng bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ năm 2021 tới năm 2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Giao thông Vận tải và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, nhà nước trong tổ chức thực hiện một số dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của Bộ, vi phạm quy định của Đảng, nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ năm 2021 tới năm 2026 gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Thứ sáu, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, các nhiệm kỳ 2015 tới 2020, 2021 tới 2026 đã có vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và VCCI, tức là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Thứ bảy, các ông Phùng Quang Hùng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Trần Văn Vẹn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức của Đảng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo. Tới các ông, thứ nhất là ông Vương Đình Huệ, thứ hai là ông Nguyễn Văn Thể, nhưng chưa xem xét xử lý kỷ luật ông Võ Văn Thưởng do đang điều trị bệnh. Nghĩa là trong trường hợp của nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ Chính trị có cứu xét nhưng chưa đến quyết định kỷ luật vì ông Võ Văn Thưởng đang điều trị bệnh. Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Vọng. Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Phùng Quang Hùng, Hà Hòa Bình, Trần Văn Vẹn, cảnh cáo Ban Cán sự Đảng bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021 tới năm 2026, Đảng đoàn VCCI nhiệm kỳ 2015-2020, khiển trách Đảng đoàn VCCI nhiệm kỳ 2021 tới năm 2026, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Đó là thông tin từ bên phía của Cổng Thông tin Chính phủ và Đài VOV. Thưa quý khán giả, như tôi nói ở phần đầu, đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Hai vị trước đây từng là ở trong tứ trụ, bị đưa ra xem xét và có quyết định. Ở dưới hai vị tứ trụ này là sân sau của hai vị và những cán bộ cao cấp liên quan đến hai vị. Đây là một chuyện rất là động trời. Và theo trình tự ở bên Việt Nam,
Khi mà Bộ Chính trị, Ban Kiểm tra Trung ương đã có quyết định khai trừ đảng với những cán bộ, thì những người đó cứ thường sẽ bị bên phía nhà nước đưa ra truy tố. Còn kỷ luật xong thì cũng chưa chắc là bị truy tố. Kỷ luật thì là kỷ luật của đảng mà thôi. Trường hợp này, ông Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam, bị kỷ luật, cảnh cáo ở trong đảng. Nhưng chưa bị khai trừ thì trong truyền thống của Việt Nam, tứ trụ không có bị khai trừ khỏi đảng và bị đưa ra xét xử. Nên trường hợp này là một trường hợp hy hữu rồi. Bị kỷ luật cảnh cáo đã là mất mặt lắm rồi. Đau đớn lắm rồi. Còn riêng nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vì lý do đang điều trị bệnh thì chưa có bị kỷ luật cảnh cáo. Nhưng đưa ra như vậy thì cũng là một hình thức ê mặt lắm. Như vậy đây là một sự kiện nổi cộm trong lịch sử đảng và nhà nước. Câu hỏi được đặt ra, có bao giờ cả hai vị từng ở trong tứ trụ này bị Bộ Chính trị khai trừ khỏi đảng và đưa ra xét xử hay không? Thì tôi nói rồi, theo truyền thống, tứ trụ rất là khó. Nhưng thời đại này đã có những sự thay đổi về tư duy và cải cách. Thì chuyện này hoàn toàn do quyết định của Bộ Chính trị và đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm. Người dân Việt Nam đang đợi những bước kế tiếp. Và phải nói, lò của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hừng cháy, nhưng lò của Tổng Bí thư Tô Lâm hừng cháy nhiều khi có lẽ còn hừng cháy hơn nữa. Với những củi to như thế đó, thì quả thật là hừng cháy kinh khủng lắm. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.